Sữa Meiji là một trong những sản phẩm sữa Nhật được nhiều người lựa chọn và thậm chí nhiều bà mẹ còn cho rằng muốn con cao hơn thì phải uống sữa Meiji. Cũng bởi tâm lý như thế này mà hiện nay trên thị trường các loại sữa mang thương hiệu Meiji được bày bán tràn lan và chủ yếu là hàng xách tay. Tuy nhiên lại có một thực tế là sữa xách tay vốn không được quản lý về chất lượng. Việc sử dụng loại sữa này cũng có thể tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe của trẻ. Lo ngại hơn, nhiều bà mẹ đang chọn mua sữa công thức của Nhật mà chưa quan tâm đến việc thành phần của loại sữa này có phù hợp với thể trạng của trẻ em Việt hay không. Do ít sữa nên chị Hằng đã phải sử dụng sữa công thức cho cô con gái nhỏ mới 5 tháng tuổi của mình. Nghe theo nhiều bà mẹ khác, chị chọn sữa Nhật xách tay cho con. Mọi người hay bảo là sữa Nhật thì nó mát, với cả nó tạo giúp tăng chiều cao tốt. Thế nên là mình tìm hiểu sữa Nhật thì có mấy dòng sữa Nhật nổi ấy. Thì mình thấy Meiji có vẻ là được mọi người tin tưởng nhất. Ngày trước thì mình chưa thấy hàng nhập khẩu Meiji nhiều. Mà Meiji cái dòng cũ ấy thì thấy một thời gian công ty nó có bán, không thấy bán nữa. Là mình dùng hàng xách tay. Trong khi đó, chỉ cần gõ cụm từ sữa Meiji, chưa đầy một giây, đã có hơn 1 triệu kết quả. Và đa số là được quảng cáo sữa xách tay chính hãng từ Nhật về. Tuy nhiên mới đây, nhà sản xuất sữa Meiji Nhật Bản đã gửi văn bản tới các cơ quan chức năng cảnh báo sữa Meiji không đạt chuẩn và có nguy cơ là hàng giả. Khi chúng tôi không trực tiếp xuất khẩu về Việt Nam và không ủy quyền cho bất kỳ công ty nào tại Nhật Bản xuất khẩu về Việt Nam, nên sẽ khó khăn cho khâu quản lý chất lượng, hạn sử dụng, nguồn gốc không rõ ràng. Điều đó sẽ tác động không tốt đến sức khỏe và an toàn của người tiêu dùng. Thực tế, những sản phẩm sữa nhập khẩu tiểu ngạch đều có bao bì nhãn mác bằng tiếng nước ngoài mà không hề có nhãn phụ hay hướng dẫn sử dụng nào bằng tiếng Việt. Điều này đã khiến cho người tiêu dùng khó lòng nhận biết hết được công dụng cũng như khuyến cáo của sữa. Là hàng nội địa, hàng xách tay thì thường là ở trên lon là sử dụng 100% là tiếng Nhật và không có tiếng Anh. Và không có cái phụ đề bằng tiếng Việt, tem phụ bằng tiếng Việt. Đấy là cái đấy. Còn đối với cái sản phẩm mà do Meiji xuất khẩu về Việt Nam thì nhìn ở phía bên ngoài thấy là cái sản phẩm là được thể hiện bằng tiếng Anh. Và ở trên nắp của sản phẩm sẽ có cái tem phụ bằng tiếng Việt và hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt. Trong khi đó, theo các chuyên gia dinh dưỡng, các sản phẩm sữa Meiji bày bán trên thị trường nội địa Nhật Bản vốn được nghiên cứu là phù hợp với thể trạng của trẻ em nước này. Còn việc phù hợp với trẻ em Việt Nam hay không lại là một chuyện khác. Cái trẻ em của nước ngoài đấy, nó sống trong môi trường được chăm sóc dinh dưỡng rất là tốt. Bà mẹ sinh ra trẻ cũng được chăm sóc dinh dưỡng tốt. Vì vậy cho nên nó phát triển tốt là nó là một sự toàn diện. Chứ không phải là nó chỉ có vì cái sản phẩm sữa đó. Chứ cái quan niệm của mình là cái chuộng đồ ngoại là như vậy. Thế còn đối với trẻ em Việt Nam ấy, thì tốt nhất là dùng sản phẩm mà phù hợp Việt Nam. Vì trẻ Việt Nam thiếu rất nhiều thứ, thiếu suy dinh dưỡng rất nhiều, thì suy dinh dưỡng rất cao, thiếu rất nhiều vi chất. Thì mình nếu dùng sản phẩm mà riêng cho mình thì tốt hơn rất nhiều. Muốn con có sức khỏe tốt và cao lớn là mong muốn chính đáng của chị Hằng và nhiều bà mẹ khác. Tuy nhiên, nếu chỉ quan tâm đến thương hiệu mà không có kiến thức trong việc lựa chọn thì sữa đắt tiền chưa chắc đã tốt cho trẻ.